Kênh Việt Tử Giao Bán xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn về dòng kênh Việt Tử Inox. Chốt số để con gà vịt anh chị ha. 431 chốt. Bốn hai bảy chốt. 431 chốt. 427 chốt. 439 chốt. 438 chốt. 436 chốt. 443 chốt. Bốn không chín chốt. 413 chốt. Chúng ta đã vừa xem qua dòng kênh điện tử inox chống nước chốt số chuyên cân gà vịt anh chị ha. Và xem xong video clip này, anh chị cảm thấy video clip này nó mang đến cho anh chị nhiều cái thông tin hữu ích về dòng cân điện tử inox chốt số chuyên cân gà vịt, thì anh chị đừng quên bấm vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Tự Giao Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa cân điện tử anh chị nha.
và anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với mục đích sử dụng của mình và mình đang cần mua nó, thì anh chị đừng quên gọi đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, đó là 0909 899 833. Cân điện tử Gia Phát sẽ lắng nghe một cuộc gọi của anh chị và giao cân nhanh nhất ạ. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.